Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 29 tháng 7 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau. Phát triển công nghiệp chuyên nông nghiệp cần những bước đột phá để tăng giá trị hàng nông sản. Thái Bình chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Xét xử lưu động 3 vụ án hình sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đến nay huyện Tiền Hải đã đưa 100% thủ tục hành chính cấp huyện thuộc 14 lĩnh vực thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. Với 247 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực đã được huyện Tiền Hải đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của huyện, đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính cấp huyện. Từ đầu năm đến nay, trung tâm này đã tiếp nhận trên 5.700 hồ sơ, trong đó trên 5.600 hồ sơ đã được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Lĩnh vực có số lượng hồ sơ và tần suất giải quyết cao, tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực là tài nguyên, lao động, thương binh và xã hội, kế hoạch đầu tư và tài chính. Các thủ tục hành chính được xử lý công khai, minh bạch, tận tình, chính xác và trả kết quả đúng hẹn, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân và các tổ chức đến thực hiện các thủ tục hành chính. Kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, tác phong và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức không ngừng được nâng lên. Theo báo cáo từ Phòng Công Thương huyện Thái Thụy, những năm trở lại đây, sản xuất mặt hàng may mặc và giày da xuất khẩu là hai lĩnh vực thu hút nhiều nhà đầu tư nhất vào địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2014-2017, huyện Thái Thụy thu hút được 27 doanh nghiệp giày da và may mặc xuất khẩu đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn huyện, tạo việc làm cho trên 4.000 lao động với mức lương ổn định từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, tổng thể ngành may mặc đóng góp mức tăng trưởng cho huyện Thái Thụy là trên 9,2%. Hiện nay huyện Thái Thụy đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo Phòng Công Thương phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội mở các lớp đào tạo dạy nghề cho lao động địa phương, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong phát triển sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, công nghiệp hóa ngành nông nghiệp là mục tiêu chiến lược để tạo ra khối lượng sản phẩm nông sản lớn chất lượng cao. Đi kèm với nó là việc đầu tư phát triển công nghiệp chuyên nông nghiệp mà cụ thể là công nghiệp phụ trợ nông nghiệp. Vậy thực trạng này ở Thái Bình như thế nào? Đây cũng chính là vấn đề mà biên tập viên Mai Liên sẽ trình bày ngay sau đây. Xin mời chị Mai Liên. Vâng, đúng như chị Ngọc Huệ vừa đề cập. Nói tới khái niệm công nghiệp chuyên nông nghiệp, chúng ta phải hiểu khái niệm này ở đây bao hàm những doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực máy nông cụ, góp phần đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đến các nhà máy chế biến bảo quản các sản phẩm nông sản. Tại Thái Bình thì những doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực này không phải không có, nhưng chưa thực sự nổi bật để tạo nên bức tranh tổng thể đa dạng sắc màu. Nhắc tới công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Thái Bình, tiền thân là cơ khí mùng 2 tháng 9, thì trong trí nhớ của nhiều người đều biết đó là một đơn vị chuyên sản xuất các loại nông cụ phục vụ phát triển nông nghiệp như cuốc, liềm, cho đến các loại máy tuốt lúa, máy bơm phục vụ các trạm bơm, máy cày tay. Thế nhưng đến nay, các sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp cũng chỉ còn chiếm tỷ lệ khoảng 20%. Nó có mấy cái như thế này. Theo cái đánh giá chung của các nhà khoa học ấy, thì có thể nói là hiện nay nước ta ấy, thì cái tỷ lệ cơ giới hóa cho nông nghiệp là tương đối thấp. Chỉ có khoảng 1,6 mã lực trên 1 hectare. Hai nữa thì có thể nói là trong nhiều năm qua thì các cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí nói chung và cơ khí nông nghiệp nói riêng là gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề nhân lực, khó khăn về vấn đề điều kiện tài chính, khó khăn về vấn đề mà tìm cái hướng đầu tư, bởi vì đầu tư cho sản xuất cơ khí là một trong những ngành mà yêu cầu cái vốn đầu tư rất lớn. Không chỉ có công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Thái Bình gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất những loại máy nông cụ phục vụ phát triển ngành nông nghiệp, mà theo đánh giá chung, lĩnh vực công nghiệp chuyên nông nghiệp luôn phải đương đầu với những thử thách không hề nhỏ. Với công ty chúng tôi trước đây ấy, thì sản phẩm chủ yếu
là phục vụ cho nông nghiệp, chẳng hạn như là máy làm đất thì có máy cày tay, máy phục vụ cho thu hoạch thì như là máy tuốt lúa. Nhưng mà hiện nay thì do cái mà chuyển đổi rồi thì cái máy cày đất cày tay thì sẽ không còn phù hợp nữa, hay là máy tuốt lúa không còn phù hợp nữa. Chủ yếu bây giờ là người ta nhập những cái thiết bị của các cái nước như là Nhật Bản hay là của Belarus về, cho nên là cái mà sản xuất trong nước thì nó sẽ bị thu hẹp lại. Vâng, như vậy vấn đề công nghiệp chuyên nông nghiệp hiện nay tuy cần thiết nhưng lại không hề dễ dàng. Vậy thì chị Mai Liên đánh giá như thế nào về thực trạng này? Vâng, phát triển công nghiệp phụ trợ nông nghiệp là một hướng đi tất yếu để đẩy mạnh quy mô sản xuất ngành, tăng giá trị hàng nông sản, kể cả việc xuất hiện những công ty chế biến nông sản như chế biến gạo, rau màu. Vậy nhưng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đều đang loay hoay tìm hướng đi ổn định, tăng tính cạnh tranh hơn. Hiện nay thì tổng số doanh nghiệp của Thái Bình là 4.556 doanh nghiệp, nhưng cũng chỉ mới có 138 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, chiếm 3,04%, và hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một điểm sáng cho phát triển công nghiệp chuyên nông nghiệp ở Thái Bình hiện nay, khi tập đoàn ô tô Thaco Trường Hải và tập đoàn Lộc Trời đang triển khai dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ. Trong bối cảnh lĩnh vực công nghiệp chuyên nông nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa tạo được cú hích mạnh trực tiếp thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp, thì với vai trò của công nghiệp phụ trợ nông nghiệp, với những dự án công nghiệp chuyên nông nghiệp mà Thái Bình sẽ triển khai trong thời gian tới, hy vọng sẽ tạo bước đột phá mới cho nông nghiệp nói riêng, kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình nói chung. Và tại huyện Quỳnh Phụ thì chúng tôi làm một cái khu công nghiệp chuyên nông nghiệp, tức là tại khu công nghiệp này thì chúng tôi sẽ sản xuất các cái vật tư nông nghiệp phục vụ cho cái đầu vào của canh tác, từ máy cày, các cái nông cụ, thiết bị, vật tư canh tác, cho tới các cái phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo cái công nghệ là hướng tới là an toàn và sạch. Thái Bình cần phấn đấu trở thành tỉnh tiên phong, khơi nguồn cho những đổi mới trong phát triển, là tỉnh trù phú, giàu có, dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp dịch vụ phục vụ nông nghiệp, trên cơ sở phát huy lợi thế tự nhiên sẵn có, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung vào đầu tư theo chuỗi giá trị sản phẩm, chế biến sâu, tạo ra những thương phẩm có giá trị gia tăng lớn, có thương hiệu quốc gia, đại diện tiêu biểu cho nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, góp phần hình thành nên một diện mạo mới của nền nông nghiệp Việt Nam và bức tranh nông thôn Việt Nam trong thập niên tới. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp có thành công hay không thì không thể xa rời việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp chuyên nông nghiệp. Và để có bức tranh sáng hơn, tổng thể hơn, cũng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mang tính chất kích cầu. Đến đây thì tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Vâng, xin được cảm ơn chị Mai Liên. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, Hội Cựu Chiến binh huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp hội cựu chiến binh huyện Hưng Hà tích cực tham gia xây dựng chính quyền, phát huy khối đại đoàn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Hội viên cựu chiến binh trong huyện đóng góp trên 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu Chiến binh huyện Hưng Hà phấn đấu 100% tổ chức hội trong sạch vững mạnh, không còn hội cựu chiến binh nghèo, cận nghèo còn dưới 1% theo chuẩn mới. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện khóa 6 và bầu đại biểu đi dự đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 111 trường hợp nghi nhiễm sốt xuất huyết ở 8 huyện, thành phố, trong đó có 18 trường hợp xét nghiệm dương tính với virus sốt xuất huyết. Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh và các vector truyền bệnh phát sinh phát triển, dẫn tới tình trạng gia tăng bệnh sốt xuất huyết, nên ngành y tế đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà hiện đang là một trong hai ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh với 10 trường hợp nhiễm bệnh. Nguyên nhân của sự gia tăng bệnh thời gian qua là do mùa hè đến sớm, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực cao hơn những năm trước, dẫn đến muỗi truyền nhiễm bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh. Tập quán tích trữ nước của người dân chưa có thay đổi đáng kể. Môi trường tại các vùng quê chưa được quan tâm xử lý đúng mức, dẫn đến phát sinh các ổ loang quang truyền bệnh. Tất cả những cái này của nhà bà này,
là cái chai này rồi cái vỏ đó như này là cái đọng nước của con muỗi nó sẽ đẻ vào trứng vào đây. Thế cái trứng nó sẽ mang chứa cái mầm bệnh sốt xuất huyết ở đây. Đấy, nếu mình không thu đi ấy, mưa là nước mưa nó vào nó mới rông lên và cái trứng nó nở ra, nó thành con muỗi và nó vào nhà nó sẽ đốt mình. Khi nào mà mình không làm sạch những cái này thì mình phun thuốc nó không có giá trị. Bởi vì sao? Bởi vì phun thuốc nó giải quyết, nó chỉ làm chết được những cái con muỗi mà nó trưởng thành rồi. Nhưng mà nó từ những cái con trứng muỗi ở đây nó lại tiếp tục nó đẻ ra, nó lại bay vào nó đốt mình thì không bao giờ hết được. Chỉ tính riêng trong tháng 7, toàn tỉnh có 68 ca bị nhiễm sốt xuất huyết, trong đó nguyên nhân lây bệnh chủ yếu là do người dân di chuyển từ các vùng bị nhiễm bệnh cao về, đặc biệt là tại Hà Nội. Cùng với đó cũng xuất hiện hai ổ dịch tự phát là tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà và xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy. Đến thời điểm này, dù Thái Bình chưa có ca tử vong do sốt xuất huyết, nhưng trước tình trạng gia tăng số trường hợp nhiễm bệnh, mỗi người dân cần thực hiện đúng các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong phòng chống dịch. Trong tình hình hiện nay, thì đối với người dân, chúng tôi khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống sốt huyết như sau. Một là thường xuyên vệ sinh môi trường, quang cảnh xung quanh nhà bệnh nhân và các cái khu vực có nguy cơ cao, lật úp các cái vật dụng chứa nước không cần thiết, nuôi thả cá và vào các cái bể nước ăn, các cái bể nước mà chúng ta thường xuyên sử dụng thì sẽ đậy kín để không cho muỗi có cơ hội đẻ trứng. Bên cạnh đó thì sử dụng một số các biện pháp như là chúng ta làm màn, mặc quần áo dài khi mà chúng ta đi lao động ở bên ngoài môi trường xung quanh. Tiếp đó là sử dụng các biện pháp như là phun thuốc diệt muỗi, diệt các cái muỗi trưởng thành để phòng chống dịch bệnh. Sốt xuất huyết lây truyền do trung gian là muỗi vằn hút máu lây từ người bệnh sang người lành nên nguy cơ lây lan cao. Vì vậy, ngành chuyên môn khuyến cáo những người có biểu hiện như sốt cao, sốt đột ngột, có dấu hiệu xuất huyết ngoài da và chảy máu cam, đau đầu, đau nhức mỏi toàn thân, nôn mửa thì không tự uống thuốc điều trị ở nhà mà cần đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, đồng thời báo cho y tế địa phương biết để có biện pháp phòng chống dịch. Sau một thời gian xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ theo chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay tại một số khu vực của huyện Đông Hưng đã xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Một số ít trường hợp cố tình tái lấn chiếm chủ yếu là bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo không đúng quy định, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Trong đó đáng chú ý là một số hộ kinh doanh buôn bán sắt thép, gỗ, lưới ven quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Đông Hợp. Các hộ này đã tự giải tỏa vi phạm nhưng chỉ mang tính chất đối phó, sau vài ngày lại tái vi phạm gây khó khăn cho người đi bộ, đặc biệt là các cháu học sinh tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thời gian qua, huyện Đông Hưng đã có nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền các địa phương, nhất là các xã, thị trấn có đường quốc lộ đi qua. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ vì lợi ích chung của cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 tiếp tục được chọn là năm quốc gia khởi nghiệp. Tinh thần này đang lan nhanh và ngày càng mạnh mẽ, không kể giới tính và độ tuổi. Tại trường Đại học Thái Bình, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp đã thu hút đông đảo sinh viên nhà trường tham gia với nhiều dự án thành công. Đây là phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp trường Đại học Thái Bình. Từ đây đã chắp cánh cho nhiều ước mơ, nhiều dự án khởi nghiệp của các em sinh viên, như dự án sản xuất và phân phối tỏi tại huyện Thái Thụy, dự án chế biến và phân phối mạch nha hương lúa, dự án sản xuất men vi sinh thảo dược, hỗ trợ phòng trừ bệnh cho vật nuôi, hay dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Rama sản xuất và kinh doanh rau mầm của sinh viên nhà trường đã xuất sắc vượt qua 412 dự án của gần 1.000 tác giả ở 30 tỉnh, thành phố để giành giải nhì cuộc thi khởi nghiệp quốc gia 2016. Tinh thần khởi nghiệp của chúng em thì được khơi dậy thông qua các buổi giao lưu và tọa đàm xuất phát từ năm mà chúng em mới bước chân vào trường từ năm 2014 đến thời điểm bây giờ, cũng như là thông qua các buổi học về các khóa học về đào tạo khởi nghiệp và sẽ là những hành trang bước đệm để chúng em thông qua các câu lạc bộ khởi nghiệp để các em có thể có những cơ hội phát huy cái năng lực cũng như là có cái môi trường để rèn luyện để trưởng thành trong cái môi trường khi mà học tập rèn luyện tại trường Đại học Thái Bình. Câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp của trường Đại học Thái Bình được thành lập từ năm 2012 nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của các em sinh viên. Thành công mà các em sinh viên có được là nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất để
để các em sinh hoạt, mà còn tạo điều kiện để các em gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với các doanh nhân, doanh nghiệp để học tập kinh nghiệm, hình thành ý tưởng kinh doanh. Ngoài việc trang bị những kiến thức chuyên môn, chúng tôi tổ chức những cái hoạt động để đào tạo, rèn luyện và là cái sân chơi trí tuệ để các em nghiên cứu, tìm hiểu và đã trải nghiệm. Và rất nhiều em sinh viên trong cái lĩnh vực đó thì các em đã nghiên cứu và tham gia những cuộc thi khởi nghiệp và đạt những kết quả rất là cao trong các kỳ thi đó. Và chính trong cái môi trường này thì sinh viên Đại học Thái Bình rất là trưởng thành và nhiều em được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ khi các em ngồi trên ghế nhà trường. Hoạt động khởi nghiệp thì Đại học Thái Bình cũng đã triển khai từ rất nhiều năm. Thì những năm vừa qua và năm nay thì Đại học Thái Bình có nhiều cái hoạt động phối kết hợp với lại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phối kết hợp với các doanh nghiệp để qua đó có cái sự liên kết chặt chẽ trong hoạt động thường xuyên giúp cho học sinh đã có điều kiện tiếp cận với những điều kiện hoạt động thực hành, thực tiễn, thực tế để qua đó đến khâu thực tập cũng khi ra trường. Học sinh có thể một mặt là phối kết hợp làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, các hãng sản xuất của trong nước, ngoài nước, nhưng một mặt các em cũng có thể tự hình thành những cái mô hình doanh nghiệp nhỏ, công ty nhỏ để triển khai đúng nghĩa startup. Mỗi thanh niên có tinh thần khởi nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để quốc gia khởi nghiệp. Nếu mô hình khởi nghiệp như trường Đại học Thái Bình đã và đang làm được nhân rộng, thì chắc chắn Thái Bình sẽ có nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp thành công. Tại xã Thái Dương, Tòa án Nhân dân huyện Thái Thụy xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Bị cáo Đặng Đông Anh sinh năm 1969, khu 5 thị trấn Diêm Điền bị công an huyện Thái Thụy bắt giữ khi tàng trữ và mua bán 9,3256 gram heroin. Tòa tuyên phạt Đặng Đông Anh 6 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1998, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, tội trộm cắp tài sản. Ngày 29 tháng 4 năm 2017, lợi dụng sơ hở, Sơn lấy trộm tiền và rút trong thẻ ATM của anh Đông Đức Hải trên 13 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn 8 tháng tù giam. Cũng tại phiên tòa, ba bị cáo Lê Hồng Thái sinh năm 2000, xã Thụy Hà, Vũ Trường Thọ sinh năm 1999, xã Thụy Liên, Bùi Đức Hiệp sinh năm 1998, xã Thụy Văn về tội dùng vũ khí đe dọa và cướp tài sản. Tòa tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Hiệp, Lê Hồng Thái 5 năm tù giam, bị cáo Vũ Trường Thọ 4 năm 3 tháng tù giam. Phần cuối chương trình là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Chiều nay 29 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong năm 2017 và có tên quốc tế là Hai Tang. Hồi 15 giờ ngày 29 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông, đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 15 giờ ngày 30 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía tây nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 9, cấp 10. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang web thaibinhtv.vn và trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.